Xin chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nay thì anh em đang ghép và cốt pha cột. Đấy, sau khi đã vào xong cốt thép thì bây giờ tiến hành ghép cốt pha. Đây, một số cột bên này thì đã đổ xong bê tông nhé các bạn nhé. Đấy, cột đây rất là phẳng phiu này. Đấy, cột này rất phẳng phiu. Đấy, nhìn rất là mịn luôn. Đấy, thì để đạt được cái kết quả tốt như này thì cần phải chuẩn bị và thực hiện rất là kỹ lưỡng đấy, quy trình ghép cốt pha. Đấy, thì đây là anh em dùng cái cốt pha phủ phim nhé. Có nào yếu là mình tăng cường vào mình mới nhan được. Ở đây thì một trong vấn đề rất quan trọng đó là phải để cho nó thẳng. Đấy, cột thật là thẳng nhá. Đấy, cột thẳng đấy, anh em sẽ chăng những cái dây này, các bạn thấy không? Đấy, những cái dây sợi chỉ kìa. Đấy, các bạn nhá. Đấy, sợi chỉ thẳng này. Còn dưới chân thì đã vạch mực rồi nhá. Đấy, vạch mực. Đây, vạch mực. Đo đạc và độ chuẩn rồi, vạch mực rồi. Đấy, bây giờ sẽ là ghép ở trên ngọn có những cái sợi chỉ kia đấy, để mà căn cho nó thật là thẳng nhé. Khi mà ghép thẳng rồi thì chỉnh lúc mà đo đạt kết quả thì nó sẽ đảm bảo ngay đấy, mình chỉ dùng cái quả lọ này xuống đây mình đo trên xuống đấy, đo hai mức, đo hai điểm, một điểm ở phía dưới này. Đấy, và điểm phía trên này, đấy, từ cái ván đi ra, đấy, cái sợi chỉ này, ở trên dưới bằng nhau, tức là cột này sẽ là thẳng các bạn nhé. Đấy, và chúng ta sẽ thực hiện đo theo hai phương của cột, đấy, cái phương này và cái phương này nữa, là hai phương là đảm bảo được cột thẳng luôn. Đấy, còn về cái thứ hai là về cái kết cấu an toàn và kết cấu đảm bảo khi mà ghép chống nó không bị xô dịch và đổ bê tông nó không bị phòi ra nhé. Chúng ta sẽ dùng những cái như này. Đây các bạn. Đấy, dùng những cái ti ren như này. Đấy. Ti ren như này để chúng ta sẽ xoắn nó vào cái chân cột cũng như là cái phần thân cột này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Rất là đảm bảo luôn. Và dùng những cây chống này, chống vào đây. Đấy. Chống chân như này, chống chéo bốn xung quanh. À, chống chéo như này thì sẽ dùng những cái miếng ván là chúng ta đóng xuống cái nền này các bạn nhé. Đấy, cũng như là hàn những cái sắt vào chân này. Đấy. Đấy, khi mà đổ cột xong, đổ bê tông xong ấy, thì sẽ bỏ những cái sắt này ra và sẽ thu dọn. Đấy. Đấy, rất là đảm bảo. Thì đây là một trong những cái thực tế mà anh em thợ lâu năm làm. Đấy, thì hôm nay review gửi các bác nắm được và các bác sẽ nhớ là sẽ thấy video hay nhớ chia sẻ nhé để mà mình có thêm những động lực làm những cái video tiếp theo có ích phục vụ cho anh em. Bây giờ chúng ta sẽ đo thử một cái cột xem như nào nhé. Đo thử anh cái cột phía trên phía dưới xem nó có thẳng không. Rồi 20 như vậy là thẳng đứng luôn đấy. Bên này 20 rồi, ok. Là đã đạt cái tiêu chuẩn thẳng đứng của cột rồi. Đo thử cái này xem. Nghe chưa? Rồi ok, 20. Cũng 20. Rồi ok, xuống dưới. Rồi, như này. 20 đúng không? 22. 22. Nói chung là lệch một chút không đáng kể. 2 ly. 2 ly không đáng kể. Đấy, lệch khoảng 2 ly. Dưới 7 ly là có thể chấp nhận được. Nhưng mà cơ bản là anh em làm cái sợi chỉ này vào đây là nó đảm bảo là sẽ thẳng đứng rồi. Đấy. Theo cái phương này nữa này. Đấy.
điện thoại lên. 19 năm à? 20 đấy. Cái này 19 năm. Ok, 19 năm. Đây hình như là 19 à, đúng không? Hay là nó chưa thẳng. Cái này là 18 à? Cái này hơi lệch đúng không? Cái này là 18 hơn. 18 năm lệch 1 phân. Như vậy cột này lệch 1 phân là phải chỉnh này. Đó. Nếu cột nào lệch 1 phân là phải chỉnh các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh kiểm tra lại nhá. Sau khi chỉnh sẽ kiểm tra lại xem là đúng tiêu chuẩn chưa? Là trên dưới có bằng nhau chưa thì chúng ta mới cho nghiệm thu đạt là kết quả. Ok. Bây giờ là bác thợ sẽ tiến hành chỉnh sửa nhé, bằng cách đập những cái dây chống kia để xê dịch cái cột nó cho nó cân bằng, cho nó thẳng đứng. Đó. Như vậy là cột này bị lệch 1 phân, chúng ta chỉnh lại. Đó. Đấy, giản không? Đấy, đập cái cây chống với nó. Trên này là 20 rồi. Trên nó buộc đều 20, mặc định rồi. Ừ, do 15 đến kia đi. Vậy là giờ sẽ đo cái nào xem được chứ nhỉ. Thôi. 19 năm rồi đấy. Ok, 19 năm. Rồi, ok, 19 năm. Đây là 19 năm rồi đúng không? Đây trên là 19 năm rồi đúng không? Ok. Đấy là được rồi. Cạnh này đây ok rồi, cạnh này ok rồi, không cần. Rồi, như vậy là anh em đã chỉnh nó đạt kết quả nhá. Mình chỉ nới cái cột chống thôi đúng không? Thì đấy là cách để chỉnh cái cột nếu mà nó không thẳng đứng. Rồi, video ngày nay đã chia sẻ rất là cụ thể chi tiết các cách thức mà làm cái cốt pha cột đấy, cũng như là khi mà nó gặp cái sự cố mà không thẳng đứng thì chỉnh sửa như nào. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.